Nó đi lắp camera thấy cái nhà hàng xóm có cây khế chín đụng lên hái luôn. Má thợ điện kim thợ xây, má kim thợ hái khế. Ngon má ơi. Nữa nè. Quá ngon luôn. Ở trái này ăn ngon á. Cái trái này nè, nhiều nước. Nè, trái đó còn dở, bỏ trái đó đi. Giờ lát anh đâu ngủ đâu mía đâu đúng không?